Kính thưa quý vị, sở dĩ mà cái đề tài hôm nay chúng tôi chọn đó là bố thí hợp thời, bởi do cái nguyên nhân mà vừa rồi ngày hôm qua chúng tôi cùng với là Đức Tệ Quyền, Đức Minh Đức cùng với Đức Pháp Tuyến và Đức Phước Viên ở chùa Tam Bảo cùng nhau hợp tác với nhau trong việc cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt ở tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Và trong cái buổi sinh hoạt mà cứu trợ đó, chúng tôi cảm nghiệm được một số điều và chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Và cái đề tài mà bố thí hợp thời thì xin thưa quý vị rằng Đức Phật Ngài dạy rằng cái sự bố thí hợp thời đó nó gồm có 5 chi phần. Chi phần thứ nhất là bố thí đến cho vị tỳ khưu sắp sửa đi xa. Thứ hai là bố thí cho vị tỳ khưu vừa mới đến. Điểm thứ ba là bố thí vào trong lúc có trái cây đầu mùa. Thứ tư là bố thí đến trong khi có nạn đói. Và thứ năm là bố thí đến vị tỳ khưu đang bị bệnh. Thì trong chi phần này, cái mỗi chi phần đó có một cái quả báo riêng và cũng rất là đặc biệt chứ không phải là không. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ chọn ra hai cái đề tài, hai cái chi phần đó, tức là bố thí trong cái nạn đói và bố thí đến người bị bệnh. Xin thưa rằng sở dĩ chúng tôi mà trích dẫn hai cái chi pháp này ra, bởi vì thông thường chúng tôi nhận thấy rằng có những cái đoàn mà đi cứu trợ như vậy thì không có hướng dẫn cho những người mà đang bị đau khổ, họ có cái tâm hướng về một cái nguồn sinh phước, nguồn tạo ra phước báo, mà thường sau khi những cái lời phát biểu rồi của những thôn trưởng hoặc là những đại diện cho địa phương chính quyền thì bắt đầu tiếp tục phát những cái phần quà cứu trợ. Một điều này thì trên bệnh viện thì chúng ta thấy là thông thường như vậy, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là cái nguồn mà sinh phước ra, nó tạo ra phước báo đó, nó có bốn cái nguồn. Một nguồn thứ nhất á là về ân đức Phật. Nguồn sinh phước thứ hai là ân đức Pháp. Và cái nguồn sinh phước thứ ba đó là cái ân đức Tăng. Và nguồn sinh phước thứ tư đó chính là người đó thực hành được những cái giới hạnh của mình. Làm thế nào cho những cái người đang đau khổ, đang thiếu thốn mà họ hướng tâm được về cái ân đức Phật Pháp Tăng, đó là cái điều rất là quan trọng. Và trong hôm qua thì trưởng đoàn là Đại Đức Tuệ Quyền đã cũng là trước khi mà phát những cái phần quà đó thì yêu cầu những người Phật tử, nói cách khác là những cái người mà đang được tiếp độ bởi những cái phần quà, giá trị phần quà nó cũng không phải là nhiều lắm, vừa tịnh tài hay là hiện kim lẫn hiện vật, tức là thực phẩm đó là một phần quà là 200, mà hôm qua thì khoảng là gần hơn 300 phần quà. Nếu chúng tôi kể luôn cả ở Huế này thì số lượng nó hơn nữa, nhưng chúng tôi chỉ kể trên cái tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thôi thì nó là 275 phần. 275 phần đó có thặng dư thêm là những cái người mà đang bị bệnh tật thật sự á, và đồng thời có những mặt cụ già và Đức Tuệ Quyền đã ung dung thoải mái và
trao tặng những cái phần quà tương đứng tương ứng với một phần quà cho một cái người không bị bệnh, cũng là thêm 200 nữa, chẳng hạn vậy. Và chính những ý niệm đó đã cho chúng tôi có một cái ý nghĩ rất là đặc biệt. Và trước khi mà phát phần quà đó thì chư tăng chúng tôi tụng tụng kinh để đem lại sự an lành cho cư dân nữa. Và những thôn dân đó chắp tay hướng về Tam Bảo. Đây là một điều rất rất đặc biệt. Và thật sự như vậy, mặc dù những cái đoàn cứu trợ nếu như có chư tăng tham gia vô thì phải hiểu biết rằng đó là cái hồng ân của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Và vị đó có một cái phước riêng để tạo ra từ cái điều kiện này, nó tạo ra những vận động như Phật tử được cúng dường, hay nói cái khác là làm trong việc từ thiện này. Có như vậy thì người cư dân đó hay là những thôn dân đó, đầu tiên họ chưa có biết gì về Phật Pháp Tăng đâu, nhưng mà trước cái quan niệm họ là các nhà tu đi tới để mà cứu trợ họ với một cái mãnh lực từ bi đó thì họ sẽ xem là bình thường. Nhưng mà nếu mà đưa cái tư tưởng đó hướng về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng như là một cái dấu ấn nào đó, mặc dù nó chỉ lóe ra trong một tích tắc, nhưng cũng đủ để cho người này cũng có duyên lành để mà thân cận với giáo pháp này. Và một khi mà thân cận được cái giáo pháp này thì cái người này sẽ quay về với một cái đạo lộ, quay về với một cái con đường hướng tâm tới. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy trong Kinh Pháp Cú rằng con người lo sợ đi tìm nơi nương náu ở đồng ruộng, cội cây, đền miếu, nhưng mà nương nhờ như những nơi như vậy sẽ không an ổn, bởi vì không thoát ly được cái phiền não. Mà trái lại, những người nào mà tìm nương nhờ nên Đức Phật, Đức Pháp, Phật Tăng thì đó là những nơi nương nhờ một cách tốt đẹp. Bởi vì nương nhờ nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng như vậy thì sẽ thoát ly khỏi được những cái phiền não. Và tất cả trong những câu chuyện chúng ta thấy rằng như công tử Má Thá Cung Đá Ly chưa từng gặp Đức Phật, chưa từng biết bố thí, nhưng mà vào lúc mệnh chung, sắp sửa mệnh chung thì chỉ có niềm tin đặt lên Đức Phật. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để sinh thiên. Và cũng chỉ bấy nhiêu đó do phước duyên ở quá khứ nó có dịp, nó trổ quả sau khi nghe bài pháp của Đức Thế Tôn, vị thiên tử Má Thá Cung Đá Ly đã chứng đạo quả dự lưu. Đó là ý nghĩa trong cái cầu kỳ ngôn thứ hai của Pháp Cú. Ở đây, sau khi mà đưa cho những cư dân đó hướng tâm với Tam Bảo thì một mặt đoàn chư tăng cũng sẽ có một cảm khái rằng là không phải là ta là người ban ơn, không phải là ta người ban ơn, mà ta chỉ làm một cái công việc mà của hàng tại gia cư sĩ họ tín nhiệm họ để giao cho. Và hàng tại gia cư sĩ sở dĩ mà tín nhiệm giao cho thì cũng bởi vì hàng tại gia cư sĩ này đã nương vào cái hồng ân của Tam Bảo Phật Pháp Tăng và thực hiện một cái giáo pháp, tức là bố thí. Bố thí bởi vì một pháp môn này là một pháp môn căn bản đầu tiên, bởi vì những tài sản phát sinh lên cũng do từ cái bố thí mà ra. Nếu như không có bố thí thì sẽ không có những cái tài sản đó, nhưng mà mỗi tài sản nó sẽ có một cái diệu dụng khác nhau hay là một cái quả khác nhau. Và do đó là cái tùy thời mà bố thí hay tùy thời cúng dường, chúng ta thấy rằng là Bồ Tát của chúng ta ngày xưa thực hiện cái pháp bố thí, Ngài giống như là một cái giếng nước trong nha. Ngài không tầm cầu cái quả phước của bố thí, Ngài không bao giờ tầm cầu cái đó. Và chính trong kinh á, trong tiểu bộ kinh, bài kinh Tham Y Cá thì ông Tham Y Cá cũng có nói rằng á, bạch Đức Thế Tôn, người nào đi tầm cầu công đức người ấy sẽ phải tái sinh. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng đúng vậy,
Này gia chủ Tham Mi Cá, người nào đi tầm cầu công đức, người đó sẽ phải tái sinh. Mà cái bố thí ba la mật nó giống như một cái giếng nước. Một giếng nước trong này nó không hề phân biệt rằng vua quan tới múc mới cho, hay là những vị tu sĩ tới múc mới cho, hay là những giai cấp sắc lị tới múc giếng nước này mới cho, hay là những giai cấp mà bà la môn tới múc nước giếng nước này mới cho. Mà cái giếng nước trong sạch này nó sẽ cung ứng cho tất cả cho những ai cần thiết hợp thời, cho dù đó là người bệnh, cho dù đó là người hạ tiện, cho dù đó là cái người xấu xa, cho dù đó là cái những con vật là con mèo, con gà, con chó, hay là con cọp, con beo, vân vân, những thứ dữ. Mới một giếng nước trong như vậy thì nó sẽ ban phát hết tất cả. Thì cái tâm lý của vị Bồ Tát cũng vậy, làm thế nào để cho bố thí được hợp thời, và làm thế nào để cho mang tới một cái kết quả đến cho người nhận. Với những cái kết quả cho một cái người nhận, nhất là cái người mà trong đang thiếu thốn, họ muốn giải quyết cấp bách vấn đề lương thực, cái người nào mà bố thí trong cái nạn đói như vậy á, thì quả mà khiêm tốn nhất của người mà bố thí trong nạn đói là từ đây trên dòng luân hồi không bao giờ sợ bị đói. Và trong kệ pháp cú chúng ta nhớ rằng là Đức Phật ngài dạy rằng đời người như lá úa, diêm chúa đang chờ người, đường dài không quán rõ, đường dài thiếu tư lương. Cái đời của con người này nó giống như là một cái chiếc lá úa vậy. Và diêm chúa nó đang trực chờ người đó. Như vậy thì phải cấp túc làm thế nào cho một cách hợp thời, và bố thí hay là cho ở trong cái thời điểm mà người ta cần thiết, đó là một cái điều rất là đặc biệt, thưa quý vị. Ngày xưa Bồ Tát chúng ta cũng vậy, ngài bố thí mà ngài biết rõ cái sự lợi ích đến cho cái người đó. Ngài không bố thí những cái điều mà không mang tới lợi ích người đó. Ví dụ người nào cần cơm nước thì ngài cho cơm nước, người nào cần trú xứ ngài cho trú xứ, người nào cần vật chi tiêu, vật dụng thì ngài sẽ cho những vật dụng chi tiêu đó, nó một cách hợp lý. Người ta sinh một ngài có thể cho hai, người ta sinh ít ngài có thể cho nhiều, miễn sao đem tới sự an lành đó. Đó là thể hiện tấm lòng từ bi của vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Và xin quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có Bồ Tát Chánh Đẳng Giác mới làm được chuyện này, bởi vì ngay cả những bậc thánh A La Hán thì những vị thánh A La Hán cũng có cái sự tế độ chúng sanh. Nhưng mà nếu như cái người nào mà không có cái tâm tế độ chúng sanh thì người này đã đi lạc hướng, người này chỉ biết tạo những cái phước lành để rồi mong hưởng quả, nhưng mà hãy còn hưởng quả thì quả đó là quả tái sanh. Bao giờ mà người này làm những chuyện phước một cách vô tư và hướng nguyện những cái phước này đắc được cái niết bàn, và không cần cái nghĩ tới cái đối tượng. Mặc dù chúng ta biết rằng trong bài kinh bố thí cúng dường phân biệt kinh á, Đức Phật ngài dạy rằng ai bố thí cho chúng sanh là bàn sanh được 100 lần phước, bố thí cho người ác giới được 1.000 lần phước, bố thí cho người có giới ở ngoài Phật giáo được 10.000 lần phước, bố thí cho người có giới ở trong Phật giáo được 100.000 lần phước, bố thí cho những ai mà đang hướng tâm tới chứng đắc đạo Tu Đà Hoàn là 1.000.000 lần phước, vân vân. Và tối thắng là bố thí đến tăng chúng. Đây là nói về cái quả. Cái quả đó để làm gì? Cái quả đó để giải trừ một sự khổ ở của vật chất, chứ chưa phải là giải trừ cái quả khổ của tinh thần. Thông thường thì chúng ta có hai cái nỗi khổ. Một cái nỗi khổ thứ nhất là nỗi khổ về vật chất, thứ hai là cái nỗi khổ về cái tinh thần. Mà bao giờ an ổn được cái nỗi khổ về vật chất thì bây giờ cái nỗi khổ tinh thần nó từ đó nó giảm thiểu đi. Khi có ăn đầy đủ, có mặc đầy đủ, không còn phải lo về sự sống, không còn lo những cái đau khổ nữa về cái vật chất nữa, thì tâm tư nó được an tịnh. Và một khi mà tâm tư nó được an tịnh như vậy thì thưa quý vị,
khi thực tập hành pháp thì pháp nó sẽ tấn hóa. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa những cái loại vật thực đó, mặc dù nó rất là khiêm tốn, một phần quà nó chỉ 200 thôi, nhưng mà nó sẽ hợp thời đối với những cái cư dân đó, và không phải một cư dân mà nhiều cư dân như vậy. Thì đường dài chúng ta có lương thực. Từ đây cho đến khi mà chúng ta chứng đắc được đạo quả thì không bao giờ thiếu đói lương thực. Đừng bao giờ có một cái tâm mà ganh tị hay bỏng sẻn. Một cái tâm ganh tị nó khởi lên, lập tức nó có bỏng sẻn kế bên đó. Tại vì nó sẽ duyên với nhau. Mà một khi mà có bỏng sẻn như vậy thì có cái phước lành mà chúng ta sẽ không hưởng, có quả tốt mà chúng ta sẽ không thể hưởng được. Đây là trường hợp ngài Lôsaka. Cũng chỉ vì ganh tị với vị thánh A-la-hán, cũng chỉ vì bỏng sẻn đem đổ đi những cái thức ăn thượng vị mà của người tính thí và dâng đến vị thánh A-la-hán, mặc dù đã trải qua một cái sự khổ ở địa ngục rồi, nhưng mà ngay trong kiếp chót của ngài, ngài không bao giờ được một lần nào no cả. Thậm chí chỉ no một cái lần cuối cùng khi mà ngài sắp sửa viên tịch, nhờ thần lực của Đức Xá Lợi Phất, nhờ thần lực của Xá Lợi Phất mà ngài Lôsaka mới được no lòng cái buổi cuối cùng để rồi viên tịch. Đã thành thần vị A-la-hán thì không quan tâm những chuyện đó. Nhưng mà nếu sống trong cái đời chúng ta, nếu chưa phải thánh A-la-hán mà chúng ta sống một cái cơ cực như vậy, quả thật rất là đau khổ. Cho nên khi mà bố thí hợp thời, tức là bố thí trong cái nạn đói như vậy đó, thì một cái quả khiêm tốn nhất, nhỏ nhất là trên đường luân hồi chúng ta sẽ không giờ thiếu tư lương. Đường dài có tư lương, đường dài có lương thực. Và hơn nữa, cái người nào mà bố thí vật thực hay cúng dường vật thực thì người đó là xem cho cái tuổi thọ, ai giúp thật. Bởi vì sự sống nó cần cái lương thực hay là có vật thực mới có sự sống được. Mà ai giúp ở đây, nếu người nào biết khéo tắc ý như vậy, ngay cái lúc mà bố thí trong cái nạn đó như vậy, mà người này biết rằng ta đem cho được một cái tuổi thọ cho một chúng sanh nào đó, và cái tuổi thọ này nó không phải là tuổi thọ đơn giản, mà ở trong trường bộ kinh, vấn đề mà ai bố thí cho được cái tuổi thọ đó, đó là cái người này chứng đắc được bốn pháp như ý, bốn pháp như ý rất là dục như ý túc, rồi cần như ý túc, rồi tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Dục như ý túc là muốn là có, muốn là có, tức là thành tựu được như ý. Như vậy thì trong khi mà mình bố thí trong cái nạn đó như vậy, là nó hợp thời như vậy, thì cái pháp mà tứ như ý túc mình lúc nào mình cũng sẽ có cái lúc nào đó mà mình hướng tâm tới đó, mình sẽ chứng đắc được cái pháp mà tứ thần túc này. Tức là khi cần thiết những cái vật dụng thì nó sẽ phát sinh lên cho mình, khi không cần thiết thì thôi. Rồi những cái pháp thượng nhân nếu khi muốn tới, muốn đắc tới thì nó sẽ là tạo ra cho một cái thành tựu được như ý. Đây là cái quả nói, chúng tôi nói về giải quyết cái tâm khổ, giải quyết tâm khổ. Chúng tôi trình bày với vậy rằng chúng ta có hai cái loại khổ, một loại khổ về cái vật chất, tức là loại khổ bên ngoài, và một loại khổ thứ hai là loại khổ của nội tâm. Cái loại khổ bên ngoài vì thiếu thốn cho nên chúng ta bấn chật. Một cái người thiếu thốn họ có thể phát sinh tham, một người thiếu thốn họ có thể phát sinh sân, một người mà thiếu thốn họ có thể rơi vào cái tà kiến. Tại sao vậy? Một cái người mà khổ như vậy đó, về vật chất, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sống có lạnh lẽo vậy, thì họ sẽ nghĩ rằng là tại ông trời phạt, tại mình làm những việc xấu cho nên ông trời phạt này kia, rồi hy vọng một đấng thiên liêng nào đó, một vị thượng đế hoặc là một cái tha lực nào đó có thể hỗ trợ cho mình. Rồi xin thưa, cái vấn đề mà tha lực mà hỗ trợ cho mình đó, chỉ khi nào mình làm thiện kìa. Còn mình không làm thiện thì không cách nào mà người ta hỗ trợ mình. Cho dù đó là những gì chư thiên, cho dù những gì chư thiên chỉ quan hỷ và gìn giữ hộ trì cho những ai mà người đã đang thực hành những thiện pháp. Chứ chư thiên chánh kiến, chư thiên mà tốt đẹp á, thiện chư thiên á, thì sẽ không bao giờ
gìn giữ hay hộ trì cho những ai mà thực hành những pháp bất thiện pháp. Như vậy thì một khi mà chúng ta đưa một cái vật thực tới giúp cho họ được an tâm như vậy, nhưng mà chúng ta thiếu là làm cho họ không có hướng tâm tới một cái ân đức cao siêu. Ân đức đó là gì? Là Phật pháp tăng. Nhưng mà Đức Tây Quyền đã làm được chuyện này, chúng ta hoan hỷ tán thán một cái điều tốt đẹp như vậy. Nha. Ít ra họ cũng có một tâm niệm rằng là mấy sư này là theo Phật, mấy sư này tụng những bài kinh đó là bài pháp, chỉ hiểu những bài kinh thôi chứ chưa hẳn đã là hiểu bài pháp. Nhưng bài kinh đó bài kinh an lành, khiến cho họ cảm thấy hân hoan. Mà một khi mà tâm của người thọ thí được hân hoan, và tâm của người mà đang làm về công tác mà bố thí hay là làm công tác cứu trợ đó, tâm cũng hân hoan lên như vậy và giải trừ đi một cái mana, tức là một cái mạng trong đó là ta đem cho, hay là ta là cái người đang làm một cái việc công đức như vậy. Thì như vậy còn máng một cái ta, tức là còn máng một cái thân kiến trong đó, còn máng với một cái tôi trong đó, hay là mà máng tới một cái ngã mạng nằm trong đó. Giải trừ được điều này thì mang tới sự tốt lành của đến cho chư tăng, cho những người Phật tử tháp tùng ở trong cái đoàn cứu trợ, đồng thời làm cho những cái cư dân đó đã hướng tâm đến cái tam bảo. Một khi hướng tâm tam bảo vậy thì do cái hồng ân tam bảo với những phước duyên, bất kỳ một chúng sanh nào cũng có những cái phước duyên, chẳng qua do cái thời tiết, chẳng qua do cái trú xứ, chẳng qua do cái thân bệnh, chẳng qua là do một cái nghiệp xấu nào nó trổ, cái phước kia nó không có thể trổ quả được. Nhưng mà một khi một cái người này mà hướng tâm đến Phật pháp tăng như vậy thì làm tạo điều kiện, tạo duyên cho những cái quả lành ở trong quá khứ đó, tạo những nghiệp phước đó, nó sẽ tạo ra. Và khi mà tạo ra quả lành, người này trực nhớ tới nhờ mấy ông sư tới tụng kinh rồi hướng tâm nhớ tam bảo và Phật pháp nha, thì họ sẽ có một lần nào đó cái tâm họ xúc động và họ sẽ đi vào trong cái đạo lộ và tâm quy về ngũ giới. Và chúng ta nói quý vị rằng là khi Đức Thế Tôn ngài hỏi Đức Sa La Phất rằng: này Sa La Phất, người cho ăn cho cái gì? Cho cái tuổi thọ. Cho tuổi thọ. Và như vậy thì từ tuổi thọ chúng ta vừa giải trình với quý vị rằng là bốn pháp tứ như ý túc, tức là dục như ý túc, tức là mong muốn là nó có, nó sanh khởi lên, rồi cần như ý túc. Bởi vì cái thân thể mà khỏe mạnh như vậy á, thì mình hành pháp nó rất là tinh tấn. Bởi vì thân thể khỏe mạnh vậy nó có sức kiên trì chịu đựng. Còn trái lại, nó thân thể bạc nhược, thân thể nó yếu kém, hay là thân thể nó không có đủ sức lực thì ngồi nó sẽ không có được an tâm, nó bị cái sắc pháp này nó cũng tác động tới cái tâm pháp. Cái thân bệnh thì nếu không khéo thì không có khéo có đắc ý thì cái tâm nó cũng sẽ bệnh theo. Mà nếu như ở tâm mà nhờ có khéo tác ý nó không bệnh, nhưng mà thể xác này nó không thể chịu đựng được, thì cái sự hành pháp chúng ta nó cũng không đạt được kết quả cao. Chúng ta ví dụ như một cái người có thể nhờ thân khỏe, họ có thể ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ về cái thiền tịnh. Bây giờ cái nước tâm của nó được gần lặn xuống được trong sáng. Hay ví như là một cắm nước mà người này muốn dùng cái nước đó để pha trà, hoặc là pha cà phê, hoặc là pha những cái món gì khác. Người đó đem cắm nước đó, nấu đun sôi lên để mà pha trà hoặc là pha cà phê, hay là làm những cái món nước giải khát khác. Nhưng mà chưa được 10 phút thì phải nhắc ấm xuống, thì nước đó không sôi thì không thể pha cà phê một cách ngon được, và cũng không thể mà pha trà cho nó được ngon được. Như thế nào cũng vậy, với cái thân xác mà nó bị bệnh hoạn thì cái sự kiên trì, cái sự tinh tấn nó không thể nào mà ngồi lâu được. Mà không ngồi lâu được thì thay vì cái thượng nhân pháp có thể chứng đắc ở vào thời điểm thí dụ là một tiếng đồng hồ sau, hai tiếng đồng hồ sau, hoặc là một tiếng rưỡi đồng hồ sau, nhưng mà mới 45 phút hay là mới 30 phút nó mỏi mệt rồi, cái tâm nó đòi nghỉ,
và phải chiều theo cái tâm đó, bởi vì nó không thể kham nhẫn nổi với cái một cái thân xác nó đang, một cái sắc pháp nó đang bệnh hoạn, một cái thân xác nó đang kiệt quệ. Như vậy thì thay vì đạo quả có thể chứng đạt được, cho nên lại là bị đình trệ. Và chúng ta thấy rằng cái điều này đem tới cho chúng ta một sự hoan hỷ, khi mà giúp cho người ta được có một sự sống rồi, cho người ta được có một cái thân thể khỏe mạnh được như vậy, thì sự tinh tấn nó có. Mà khi mà mình đem có tinh tấn, mình tán ý tới tinh tấn, thì nó trở thành là tấn nhĩ túc, tức là ngồi bao lâu cũng được, ngồi nửa tiếng cũng được, 45 phút cũng được, một tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ cũng được. Dĩ nhiên nó có sự kiên trì như vậy. Và trong bốn pháp như ý túc này, nó còn có một pháp nữa là tâm như ý túc. Tâm như ý túc có nghĩa là tâm nó thành thuần thục, tâm nó nhu nhuyễn. Tâm như ý túc đây có nghĩa là cái người này có thể có khả năng chứng đắc được cái thiền định hay là cái đạo quả. Và xin thưa quý vị rằng một trong cái 10 pháp mà chứng đắc được định một cách dễ dàng, không mệt nhọc, không khó khăn như kinh văn mà Đức Phật ngài dạy, thì đó chính là ngũ quyền được đầy đủ. Và cho nên cái người nào mà cho ăn vậy đó là cho sức lực ba lần cho sức lực. Cho nên đây là tính tấn niệm định tuệ, nó có sức mạnh. Một khi mà tính tấn niệm định tuệ này có sức mạnh vậy, thì cái năm quyền kia nó đầy đủ, và cái người này dễ dàng chứng đắc được thiền định hay là những cái pháp thượng nhân khác, nó gọi là tâm như ý túc. Như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng khi mà chúng ta bố thí ở trong một cái vật thực mà rất là đúng thời như vậy, thì vào đúng thời đó, vào hợp thời đó, thì chúng ta sẽ chứng đắc được ba cái pháp như ý túc rồi. Còn một pháp như ý túc thứ tư, tức là trí như ý túc. Quả thật một cái thân thể mà khỏe mạnh thì cái trí óc nó mới minh mẫn. Còn nếu như một cái thân thể mà không có khỏe mạnh, thân thể nó đau yếu hoặc là nó ương yếu, thì cái trí thông minh, trí tuệ chúng ta nó không phát sáng được. Mà cái trí tuệ thông minh phát sáng cũng nhờ cái thiền định. Cho nên khi mà cái trí tuệ nó phát sáng được như vậy á, thì người này sẽ quán sát được cái tam tướng, vô thường tướng, ngã tướng, hoặc là vô ngã tướng, hoặc là khổ tướng. Và cái duyên lành nó dẫn tới cái đạo quả. Chỉ một lần mà chúng ta tạo được những cái phước thiện, từ thiện đó. Chúng ta không mong cầu cái quả giải quả của sinh tử luân hồi, mà cái người này sẽ mong cầu nhờ những cái quả chứng đắc được cái bốn pháp như ý, tức là dục như ý túc, rồi cần như ý túc, rồi tâm như ý túc, và trí như ý túc. Thì như vậy thì người đó mong cầu những cái pháp thượng nhân này, pháp thượng nhân này còn quý hơn những cái quả giàu sang, bởi vì khi dục như ý túc mình cần thiết điều gì đó thì nó sẽ khởi sanh lên, nó phát sanh cho mình. Và chúng ta nhớ rằng á, ngày xưa đó, ngài Anuruddha, ngài tiền thân của ngài chỉ bố thí một lần của một cái buổi cơm, bắt cơm đến cho vị Phật độc giác, và ngài có chí nguyện rằng mong rằng trong dòng luân hồi này, xin cho tôi đừng có biết cái tiếng không có. Mà kể từ đó đến khi mà ngài chứng quả niết bàn, tức là tham gia trong cái giáo pháp này, thì ngài không bao giờ thiếu thốn vật thực. Thậm chí có một lần nọ thì ngài đánh cầu thua những cái đồng tử hoàng tử bạc, mà ai thua thì phải là chung bánh, đến nỗi mà ngày hôm đó ngài thua quá nhiều, đến nỗi mà đem nhắn người nhà làm bánh đem chung cho các vị hoàng tử, chung không kịp. Bà mẹ mới nói giờ không kịp làm bánh, nên nó lấy cái mâm vàng á, rồi đặt lên trên đó một cái nắp vàng, lên bảo với người hầu nói hoàng tử Anuruddha rằng là tên bánh này bánh không có. Lần đầu tiên nghe tiếng không có, ngài ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn ngài chưa hề biết cái tiếng không có là gì. Nghe nói vậy, vị hoàng tử này nhảy xuống ngựa và dở cái mâm vàng ra, thì những vị chư thiên ở kinh thành Cám Lá Quách Thú mới nói là tao đã biết cái giai thoại này, nếu như ta không có mang cái vật thực, không mang vật thực mà đặt vô trong đây á, thì đầu ta sẽ bị bể bảy mảnh và cái đại hội chư thiên ta không thể nào tham dự được. Cho nên những cái vị chư thiên, tức là chư thiên địa cầu á,
mang những loại bánh mà của các vị đã dùng à, đặt vô trong cái mâm vàng đó. Khi dở ra thì bánh thơm ngát à. Và ngài Anuruddha ngẫm nghĩ là hồi đó giờ ta chưa biết cái loại bánh này, chắc mẹ ta không thương ta, rồi mới về mới hỏi mẹ. À, mẹ mới nói là ta thương con hơn tất cả. Hỏi sao hồi đó giờ mẹ không làm bánh không có cho con ăn. Bà mẹ mới ngạc nhiên, mới hỏi những người tùy tùng thì biết được cái câu chuyện này. Và từ đó về sau thì ngài Anuruddha muốn dùng bánh thì cứ lấy cái mâm à, đặt lên đó, cái bảo bánh không có. Chúng ta thấy một ước nguyện như vậy, một bát cơm trong lúc mà mình hy sinh, mình này cúng dường cho vị Phật Tổng Giác. Vị Phật Tổng Giác đó khi ngài xả thiền diệt đã đành rằng là vị Phật Tổng Giác đã xả thiền diệt, mà quý vị biết rằng trong cái nguyên tắc là cái vị Phật Tổng Giác khi nhập thiền diệt là 7 ngày ngài không ăn uống gì cả, và nếu ngày thứ 8 mà ngài không có nhân vật thực ngài sẽ chết liền, tức là lúc đó ngài đang đói à, mà bố thí cúng dường trong lúc nạn đói vậy nó rất là hợp thời à. Và với một cái ước nguyện như vậy thì nó thành tựu được như ý. Và cái hợp thời miếng thứ hai nữa là khi mà ngài Anuruddha ngài xuất gia trong giáo pháp này, trong 3 tháng đầu ngài chứng đắc được đạo quả. Như vậy quý vị thấy rằng khi mà cái người bị cái người mà bố thí trong cái lúc nạn đói đó à, nó có cái quả là đơn giản. Chúng ta vừa trình bày vị quả đơn giản nhất là trên đường đời chúng ta không thiếu lương thực, trong đường luân hồi sẽ không thiếu lương thực là một. Thứ hai, nếu người này khéo tác ý thì người này sẽ chứng đạt được là 4 pháp như ý. Nhưng mà cái gì là khổ? Chính là đói, đói là khổ à. Mà cái người này no đủ, như vậy nếu người này tác ý tới cái gì là no đủ, nó chính là cái đạo quả. Đạo quả à, tức là đạo quả niết bàn, đạo quả siêu thế. Và cái người này nên là tác ý tới cái đạo quả niết bàn, sẽ không bao giờ có cái thiếu thốn trong cái đạo quả. Đặc biệt nữa, cái người mà bố thí hay là cúng dường trong lúc mà cái nạn đói như vậy đó à, thì cái người này luôn luôn no đủ, mà hãy luôn luôn no đủ như vậy thì xin thưa vậy là không còn tham muốn. Nếu người này tác ý tới sự tham muốn à, hãy diệt trừ à, tác ý đến sự tham muốn không cần chấm dứt, bởi vì thiếu thốn mới phát sinh tham muốn. Còn nếu như đầy đủ dư giả thì cái sự mong muốn à, sự tham muốn nó sẽ không còn, không có à. Cái người giàu thì họ không tham về những cái tài sản đâu à, nhưng mà họ tham một cái khía cạnh khác, tức là tham về cái danh vọng chẳng hạn vậy. Nhưng mà người đầy đủ danh vọng là họ không tham về danh vọng đâu à, mà họ tham một cái khía cạnh khác chẳng hạn à, tức là tham về thân bằng quyến thuộc cho đông chẳng hạn. Mọi người đó mà có thân bằng quyến thuộc đông rồi họ không tham về thân bằng quyến thuộc đâu, họ tham về một cái điều khác như là sắc tướng xinh đẹp vân vân. Nói cách khác, cái bao giờ mà chúng ta đầy đủ điều nào đó thì cái sự tham đó nó không có. Mà cái người mà đầy đủ về cái vật thực, đầy đủ những tứ sự, đầy đủ những cái điều kiện sung túc của của vật chất đó, thì cái mãnh lực mà tham về vật chất nó không còn. Bởi vì muốn cái gì có đó, muốn cái gì có đó chẳng hạn như vậy à, đấy, bởi vì dục như ý túc mà à, nó thành tựu được thì muốn cái gì có nó, là đừng bao giờ biết tiếng không có chẳng hạn, thì những cái vật đó họ sẽ không tham à. Như trường hợp ngài Anuruddha chẳng hạn, chúng tôi trình bày quý vị như vậy á à. Đến nỗi mà ngài khi mà xuất gia trong giáo pháp này á, ngài là cái người hạnh đầu đà, mặc y phấn đạo, mặc y phấn đạo à. Nhưng mà lạ cái đó là những cái loại y phấn đạo của ngài nó không phải là loại y phấn đạo à, bình thường, bởi vì cái phước ngài nó lớn như vậy. À, tuy rằng y phấn đạo ngài cũng lụm ở trong cái đống rác hoặc là những cái thi thể, nhưng mà qua tay ngài giặt sạch sẽ rồi thì nó lại tươi mát. Thậm chí ngài có một lần ngài nhập hạ như vậy à, có một người tiên nữ tên là Chalini, là cái người vợ kiếp trước, khi kiếp trước của ngài là vua trời đã thích à, đột nhiên ngài hết tuổi thọ và ngài tái sanh xuống với nhân loại. Thì nàng tiên nữ Chalini quan sát nó, ông chồng ta đâu rồi, thấy là đang làm ngài Anuruddha. Thì nàng tiên nữ Chalini ngẫm nghĩ rằng ổng này ổng ham mê cái trần dục quá, ổng quên cái địa vị đế thích của mình à, cho nên bà tiên nữ Chalini này cứ theo à, theo dõi ngài Anuruddha, mong cầu ngài Anuruddha hãy buông bỏ cái trần dục này để mà trở về cái ngôi vị đế thích.
Và một mùa hạ đó bà muốn cúng dường đến cho Anuruddha, thì bà nghĩ rằng ông chồng ta là không bao giờ chịu nhận những cái vật của là tín thí, cái y của tín thí, mà chỉ thích y củ rách. Cho nên bà lấy một tấm lụa chư thiên và vùi trong đống rác để trên cái đường mà ngài Anuruddha đang đi tìm y. Và nhìn thấy cái chéo y, chéo vải ló ra khỏi đống rác, thì ngài Anuruddha mới kéo ra thấy một tấm vải rất là đẹp mà đem về để chuẩn bị làm lễ dân y Kathina. Thì thấy như vậy, Đức Thế Tôn cùng 80 vị đại tử đi tới mai y cho ngài Anuruddha. Quý vị thấy một cái người làm phước lớn, nó có cái hiệu dụng như vậy. Và nhờ như vậy thì cái người này sẽ giải trừ cái tâm tham. Mà cái tâm tham là cái tâm mà làm cho dính mắc trong vòng luân hồi. Mà khi đầy đủ rồi thì sẽ không tham. Cho nên đây là một cái quả rất là đặc biệt của cái sự bố thí ở trong quốc tánh nặng đói như vậy. Được đầy đủ về cái vật dụng, được đầy đủ về những cái sự no thân. Và nếu người này khéo tác ý, người này hướng tâm tới, thì chứng đắc được bốn pháp được như ý, tức là tứ thần túc. Và nếu người này khéo léo nữa thì người này sẽ hướng tâm là chứng đắc được cái đạo quả niết bàn. Và đặc biệt là trong vòng luân hồi người này ít có tham, ít có tham. Cho dù rằng là chưa gặp được giáo pháp, hay là chưa có nghe được giáo pháp, là thông hiểu được giáo pháp, nhưng mà do cái phước đó đầy đủ vậy, người này không có tham. Tức là muốn danh tiếng thì họ có danh tiếng, mà danh tiếng đầy đủ rồi thì họ không còn tham danh tiếng. Muốn có vật dụng đầy đủ, muốn vật dụng có đầy đủ thì họ không tham vào vật dụng. Muốn có tài sản có đầy đủ, họ sẽ không tham vào tài sản. Hoặc là muốn có những thân tướng xinh đẹp cao đấy thì họ sẽ không vào tham vào thân tướng xinh đẹp nữa, vân vân. Như vậy thì tự nhiên những cái phước lành nó trổ ra, và chúng ta là cái người học Phật thì chúng ta sẽ biết được cái nhân và cái quả đó, để mà chúng ta tùy thời chế tạo những việc phước mà bố thí hợp thời, nhất là bố thí trong cái nạn đói như vậy. Thì cái người Phật tử sau khi hùng phước tạo phước để những vị tăng lữ để đi tiếp tục một cuộc hành trình. Cái hành trình này trước mắt là hành trình cứu trợ, nhưng mà thật sự đây là một cái hành trình để đưa vào cái đạo lộ, hướng dẫn tới cái nơi không có khổ. Nơi không khổ đó chính là cái niết bàn. Cứu khổ tức là giúp cho người ta không còn khổ, cứu trợ là trợ giúp cho người ta thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi cái đói, thoát khỏi cái lạnh lẽo của thời tiết, vân vân. Nhưng mà như vậy, nếu người này khéo tác ý đi vào một đạo lộ đó, thì chúng ta sẽ không còn bị lạnh lẽo bởi do cái ái dục. Mà một khi không còn tham sắc thinh hương vị xúc như vậy, xin thưa quý vị là đi vào trong một cái chánh tư duy, tức là nekhamma, tức là ly dục tầm, nó không còn vướng mắc tới sắc thinh hương vị xúc, mà nekhamma nó đưa tới chánh tư duy như vậy. Và mỗi khi có không vướng mắc tới sắc thinh hương vị xúc của thế gian như vậy, thì đó là mạnh lực trợ tiến cho cái pháp định nó sanh khởi. Bởi vì định nó có công năng là áp chế trừ được tham dục, tức là áp chế được cái sự ham muốn về sắc thinh hương vị xúc. Nếu như một cái sự tế độ, hay là một sự cứu trợ, hay là một sự trợ giúp mà cái người thực hiện làm việc phước như vậy tốt như vậy, thì sẽ chia đều đến cho những cái người nào mà đang cộng sự với mình. Cho nên chúng tôi cũng thay mặt lại Đức Tại Quyền xin chia đều những cái phước báo nào của những chư Phật tử mà cộng sự với Đức Tại Quyền, trợ giúp những tài vật để Đức Tại Quyền làm những cái phước báo tốt đẹp này. Bây giờ chúng tôi trình bày với vị thứ hai nữa, một khía cạnh thứ hai nữa là trong những cái cư dân đó có những cái bà cụ già lão đang bị bệnh, có một bà cụ ngồi trên chiếc xe lăn, và có những cái người bị tàn tật đi tới, và Đức Tại Quyền thoải mái ung dung mà cứu trợ một cách tốt đẹp. Những cái người đang bị đau như vậy, đang bị bệnh như vậy, bởi vì kiếp xưa người đó có thể có những cái ác nghiệp nào đó, mà bây giờ mình giúp cho người ta hết bệnh như vậy,
Thì cái quả mà thấp nhất sau này khi nào mình bệnh hoạn thì sẽ có những thuốc men đầy đủ, men đầy đủ. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta không mơ những cái quả đó. Bởi sao? Bởi vì không ai mà mơ ước mà khi mà mình bị bệnh mà để được thuốc men đầy đủ đó. Mà mình sẽ tác ý rằng á, do cái quả phước này xin cho tôi không có còn bị bệnh trong vòng luân hồi. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng á, vô bệnh là lợi tối thắng trong kinh Pháp Cú. Chứ người mà không có bệnh thì vô cùng có lợi, đó là lợi cao nhất. Một cái thân bệnh nó đã làm cho chúng ta khốn khổ thì một cái tâm bệnh nó càng làm chúng ta khốn khổ hơn nữa. Những cái tâm bệnh chúng ta nó bao gồm rất là nhiều, mặc dù nó chỉ có vài loại bệnh. Mạng là một chứng bệnh, nghi là một chứng bệnh, ôm ấp cái ta là một chứng bệnh, rồi bỏn sẻn ganh tị là một chứng bệnh. Thì những cái ôm ấp cái ta nó không còn là chứng bệnh nữa, rồi sân hận không còn là một chứng bệnh nữa, rồi ôm ấp cái ta không còn là một chứng bệnh nữa, ganh tị bỏn sẻn không còn là chứng bệnh nữa, tâm chúng ta không bị cái bệnh này. Tâm không bị cái bệnh này thì cái đạo lộ mà hướng tới cái niết bàn để chứng đắc đạo quả nó rộng mở thanh thang, nó không phải là một con đường gồ ghề lởm chởm, nó không phải là một con đường hẹp, mà nó là một cái đại lộ để chúng ta bằng phẳng, để chúng ta đi một cách thoải mái nhanh chóng. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng khi mọi người mà bố thí hợp thời đó, là bố thí trong lúc mà bị đau tức là vị tỳ khưu bị đau đã đành rồi, tại vì nó trên một cái cương vị cũng vị tỳ khưu, nhưng mà nó tất cả chúng sanh đều cũng thể bị đau cả, tất cả chúng sanh đều bị khổ vì cái tâm bệnh dính vua trời Đế Thích nè. Một lần nọ thì vua trời Đế Thích nhìn thấy các vị tân thương tử sinh khởi lên với cái hào quang rực sáng, với những cái thiên quang ác luôn cả cái thiên quang của vua trời Đế Thích, ngay cả chiếc xe quê trái danh tá, xe chiến thắng của vua trời Đế Thích ngự đi cũng bị những hào quang của vị tân thương tử mới sanh lên, làm cho cái hào quang của chiếc xe quê trái danh tá chiến thắng xa của vua trời Đế Thích bị lu mờ. Vua trời Đế Thích mới cảm thấy hổ thẹn, ta là chúa của một cái cõi đạo lợi này mà cái hào quang chúng ta không bằng một vị thiên tử này, vì lý do nào đó mà những vị tân thiên tử mới sanh lên lại có uy lực như vậy, thì thấy là làm việc trong cái thời có Phật pháp, cho nên vua Đại Đức mới rình nhận thấy rằng Đức Maha Kassapa tức là Đức Ca Diếp mới vừa xả thiền diệt, mà tâm lý của vị Thánh A La Hán luôn luôn là tế độ chúng sanh. Ngài Maha Kassapa nhập thiền diệt rất là nhiều để chi, để tế độ chúng sanh bớt cái khổ vật chất, để dần dần là đưa vào cái đạo lộ, cái khổ của Phật pháp, và nhờ cái phước đó nó sẽ hỗ trợ cho vị đó chứng đắc được đạo quả. Cho nên Đức Ca Diếp ngài mới ôm bát trì bình tới một cái nhà của bà La Môn nghèo, thì biết trên đường đi như vậy vua trời Đế Thích mới hóa ra một cái căn nhà tanh nghèo, và đi chung với vua trời Đế Thích là nàng thiên hậu Suchata. Hai người mới hóa ra là hai ông bà La Môn già. Khi mà Đức Kassapa đi tới thì ông bà La Môn già tức là vua trời Đế Thích giả dạng đi ra mới đảnh lễ, nói bên trong nó nói bà mang vật thực rồi cúng dường ngài Sa Môn bà ơi. Thì nàng thiên hậu Suchata cũng hóa thân là một bà La Môn già, nói ra đặt vật thực vô trong bát của ngài Ca Diếp. Thì khi mà đặt vô trong bát xong á, thì ngài thấy mùi hương nó xông lên cả một thơm cả một kinh thành. Ngài Ca Diếp mới nghĩ rằng cái hai ông bà La Môn này già làm sao mà có những cái loại vật thực mà thượng vị mà thơm đến mức độ này. Ngài đưa trí ngài quan sát và ngài biết rõ đây là vua trời Đế Thích. Nên ngài mới nói là này cô sĩ giá chớ có cướp phước của người khác. Vậy thì ngài vua trời Đế Thích và bà hoàng hậu Suchata quan hỷ rồi. Cúng dường xong rồi bay giọt lên, và từ đó cái thiên quang rực sáng lên, tài sản nó tăng trưởng, và có rình đập lần thứ hai nữa. Thì khi đó ngài Sa La Phất đang tế độ cái người thiếu nữ giữ ruộng, mà người thiếu nữ này trong tiền kiếp là người mẹ của ngài mà đang nghèo khổ. Cho nên ngài sau khi xả thiền diệt xong là ngự đi bát tới, thì vua trời Đế Thích muốn xuống dân bát lần nữa, thì Đức Sa La Phất mới nói này cô xí giá chớ nên cướp cái tài sản của cô thiếu nữ nghèo khổ kia.
Thì bây giờ vô trời đất nó bạch ngài con vẫn còn nghèo khổ. À, nghe không? Cái người nào có tâm tham là người đó còn nghèo khổ. Người nào còn có tâm sân người đó còn nghèo khổ. Cái người nào còn có tâm si mê người đó còn nghèo khổ. Cái người nào mà còn ngã mạn ganh tị bỏn sẻ vân vân thì người đó còn nghèo khổ. Ngay cả vô trời đất mà còn than mình nghèo khổ. À, cho nên khi mà mình bố thí, mình đem cho vào những thời điểm mà những người bị bệnh, những người thấy đau, để gì? Để mong rằng những cái bệnh hoạn ở trong tâm mình nó không còn, ngoài cái thân xác mình nó không còn bệnh hoạn đó, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, phần nhỏ. À, mà cái tâm mình đừng bị bệnh, đừng bị những cái ganh tị, đừng bị những cái bỏn sẻn, đừng bị những cái tham sân, đừng bị những cái thân kiến, những cái hoài nghi nó chi phối. Đó là những chứng bệnh trầm kha nhất mà từ lâu trong dòng luân hồi mình luôn luôn bị những chứng bệnh này nó quấy phá. Nó không phải quấy phá mình một kiếp, mà quấy phá mình từ vô thủy tính bây giờ, từ lúc mà mình khởi sanh mình có mặt ở trong dòng luân hồi cho đến hôm nay mình vẫn còn bị những cái chứng bệnh đó. Và nếu chưa chứng đắc được thánh quả A La Hán thì tất cả những chứng bệnh đó nó vẫn còn quấy nhiễu mình. Nếu như chưa chứng đắc là đạo quả Tu Đà Hoàn thì những cái chứng bệnh về hoài nghi, những chứng bệnh về tà kiến nó vẫn quấy nhiễu mình. Thì mong rằng cái sự cái phước mà mình làm trợ giúp cho những người bị đang bị bệnh á, đang bị khổ sở vì bệnh á, thì cái quả nhỏ nhất là trong vòng hồi chứng cái bệnh chúng ta phát sinh lên cũng do thời tiết cũng có, do vật thực cũng có. À, mà do những cái ác nghiệp quả cũng có. Bởi vì trong đời chúng ta có những cái ác nghiệp quả chứ không hay không. Dĩ nhiên chúng ta không mong mỏi bị bệnh, nhưng mà trong những cái ác nghiệp quả mà chúng ta tạo trong quá khứ đó, nó cũng có một lần nào đó nó cũng trả quả khiến chúng ta bệnh hoạn. Mà mỗi khi chúng ta bệnh hoạn như vậy thì quả nhỏ nhất là chúng ta có những thuốc men đầy đủ, gặp những thầy hay, gặp những cái thuốc tốt. Mà nếu như chúng ta không gặp được thầy hay, không được thuốc tốt đó, thì phải quan sát là trước đây chúng ta chưa có hề bố thí, và trong lúc hợp thời, đúng thời, ở trong thời mà của những người đang bị bệnh. Những thời mình bố thí đúng là hợp thời những người bị bệnh, đúng loại thuốc men họ cần dùng, đúng loại những thuốc men họ thích ứng với chứng bệnh của họ, thì lập tức khi trong đồng hồi mình lỡ bị bệnh chẳng hạn vậy thì sẽ gặp được cái thầy hay, gặp được cái người lương y đại tài và cho đúng thuốc, mình sẽ mau dứt bệnh. Các bạn nhớ nhất, dĩ nhiên chúng ta không tầm cầu cái chuyện đó đâu, mà chúng ta tầm cầu làm sao nó hướng tâm tới mà để cho chúng ta không có bị bệnh, không bị bệnh. Mà mỗi khi mà tâm không bệnh là tâm có lực, mà hai tâm có lực như vậy là niềm tin chúng ta tăng trưởng, nó bất động, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực nó phát triển một cách song song, phát ra cái điều đặn, và từ đó chúng ta sẽ hoặc là các vị sẽ quán xét được cái tâm tướng để mà chứng đắc được đạo quả. Như Đức Phật ngày dạy là vô bệnh là lợi tối thắng. Cho nên ở trong những cái khía cạnh đó, từng lúc từng tùy lúc tùy thời chúng ta đưa tâm chúng ta quán xét, nên nhớ rằng người bố thí sẽ có phát sinh tài sản, và nếu có tài sản đó nó sẽ phát sinh một cách hợp thời đúng, mà không cần mong cầu nó cũng sẽ phát sinh tới. Nhưng cái tài sản mà chúng ta cần thiết có đó là có trên cái đường mà đi tới giải thoát, chúng ta có đầy đủ những cái lương thực, không cần gì phải dồi dào hay là một cách sung mãn, nhưng mà chúng ta chỉ cần có đầy đủ những cái lương thực đó để mà đời sống phàm hạnh chúng ta được tốt đẹp, để đi tới cái nơi vô sinh bất tử. Và khi mà mình bố thí những cái loại thuốc nó hợp thời, nó đúng cho cái người bệnh như vậy, thì mình mong rằng cái tâm của mình đừng bị những chứng bệnh, những cái phiền não nó chi phối, bị những cái chứng bệnh để cho cái quấy nhiễu cái tâm tư của mình. Tâm bệnh mới là một điều đau khổ, chứ còn thân bệnh chưa hẳn đã là đau khổ lắm. Mà khi mà giải quyết được những cái chứng bệnh của tâm lý thì cái người này thênh thang rộng mở đi đến cái đạo lộ mà giải thoát. Chúng tôi chỉ trích giảng hai cái chi phần bố thí hợp thời, tức là bố thí vì tỳ khưu sắp sửa đi xa, bố thí vì tỳ khưu mới vừa đến, bố thí trái cây đầu mùa, với bố thí trong lúc nặng đói, và bố thí vì tỳ khưu bị bệnh. Ở đây chúng tôi liên kết qua những sự kiện đi cứu trợ hôm qua với vị Đại Đức Tuệ Quyền là trưởng đoàn,
chúng tôi trích giảng về cái bố thí trong nạn đói và bố thí đến người bệnh, tức là bố thí người đau. Và những cái phước báo mà phát sinh lên, chúng tôi hy vọng rằng, hay là thay mặt Đức Từ Quyền xin chia đều hết toàn tất cả chư Phật tử, cái người nào có đóng góp cũng như không đóng góp, tất cả đều hưởng được cái quả phước là luôn luôn trên đường luân hồi sẽ không hề thiếu thốn vật dụng, và sẽ giải trừ cái tâm tham và chứng đắc được những bốn pháp như ý. Và đồng thời thì những cái hành giả đang trên đường đi đạo lộ giải thoát như vậy sẽ không có vướng mắc về tham, giải trừ đi tất cả những bệnh hoạn, được thọ hưởng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.